Chào mọi người, hôm nay mình đọc cả chương Tăng Xâm giết người. Trong chương này thì kể về câu chuyện khi mà người mẹ Tăng Xâm được hàng xóm liên tục báo tin là con mình giết người hai lần đầu, và không tin là mình định giết củi. Nhưng mà người ta báo mãi thì đến thì ba mẹ cũng sợ quá, mày nhảy qua tường chạy trốn. Đơn giản đây là những người họ nghe một người cũng tên là Tăng Xâm giết người thôi, chứ xác minh được là đây đúng là người họ quen hay không. Họ đã về báo tin như thế là hành động có đạo đức nhưng mà si, nghĩa là nghĩ cho bà mẹ, nghĩa là người khác. Nhưng si là thiếu trí tuệ, không kiểm định thông tin. Thứ hai thì là hành động của bà mẹ khi mà nghe tin con mình giết người thì không tin, vì con mình người rất tốt, không tin có lý do gì để giết người. Thì hành hiện của cái đạo đức. Nhưng mà đến khi chạy trốn thì đã sinh ra sợ hãi ra sân và si. Các bạn thấy tưởng công việc của mình khi mà đọc cái câu chuyện này, đấy là sức mạnh của cái sự tác động rất là mạnh. Có thể lần một lần hai khách hàng người ta chưa tin tưởng, nhưng mà nhiều người nói, đúng không? Ví dụ như hai ba người tư vấn cùng nói là cái phương án rất là tốt, họ có thể cân nhắc lại. Ok lại. Sau câu chuyện này thì và cái nhất của mình nhận ra đấy là sức mạnh của đám đông, sức mạnh của số đông. Là nhiều khách hàng khi mà đi xem phòng họ chưa ra quyết định ngay, nhưng mà họ xô rồi họ thấy được hai ba khách hàng trước đây đã quyết định trước cái phòng này và trước cái phòng khác của tòa nhà này, thì họ sẽ phân vân và đổi ý. Cảm ơn mọi người.